Các anh chị và các bạn đến với khóa học bán hàng, chốt đơn, chăm sóc hàng qua điện thoại, telesale hay còn gọi là telemarketing, sử dụng điện thoại di động, điện thoại tổng đài, SMS là những cái hình thức phổ biến của chúng ta để chăm sóc khách hàng cũng như là để bán hàng, chào hàng. Vậy thì một trong những câu hỏi được đặt ra đấy là các kỹ năng cần thiết để một người có thể hành nghề này, có thể làm tốt công việc này hoặc là có thể thực hiện được cái hoạt động hoặc là cái nhiệm vụ mà công ty cũng như là nhà tuyển dụng giao cho hoặc là làm cho chính mình, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình bán hàng như tôi đã nói rất nhiều trong hai video bài học trước, nó gồm có nhiều phần và mỗi một phần nó có thể tham gia vào đấy, chứ không phải chỉ đơn thuần là chỉ là nghiệp vụ chào bán nhá. Thông thường chúng ta nghĩ đến telesale là chúng ta chỉ nghĩ đến là cái bọn này là cái bọn chuyên đi làm phiền, rồi cái bọn này là cái bọn mà gọi điện chào hàng. Telesale nó là chào hàng là đúng rồi, nó bán hàng, nó chốt đơn, nó chăm sóc khách hàng, nó còn xác nhận đơn hàng vân vân, nó có rất nhiều các nhiệm vụ. Ok, vậy trong cái video bài học này ta sẽ nói về các cái kỹ năng cần thiết của một người mà chúng ta muốn hành nghề telesale, sử dụng điện thoại như một công cụ để bán hàng và như một công cụ để chăm sóc khách hàng, được chưa ạ? Vâng, thế thì những cái kỹ năng để chăm sóc khách hàng qua điện thoại nó có rất là nhiều các kỹ năng khác nhau, đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải có cái kỹ năng về giọng nói. Giọng nói là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để khách hàng người ta có muốn nghe hay không. Và muốn nghe thì là chúng ta đã thành công được một nửa rồi, thậm chí là hơn một nửa rồi. Còn người ta không muốn nghe giọng địa phương, giọng the thé, giọng eo éo ra thì người ta có thể sẽ không thích cái cảm tình. Bởi vì khách hàng đơn giản chỉ là khách hàng thôi, người ta không thích, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ phải luyện tập giọng nói. Giọng nói làm sao phải nhẹ nhàng, cuốn hút, rõ, to rõ, dễ nghe, dễ hiểu. Có thể người Bắc sẽ không thích giọng Sài Gòn, ví dụ thế. Hoặc có thể người Sài Gòn sẽ không thích giọng Bắc. Hoặc có thể là người Hà Nội không thích giọng địa phương. Thế thì giọng ở đây là gì? Chúng ta khi chúng ta nói vào đầu dây điện thoại thì chúng ta thấy rằng là cái giọng nó phải đủ hấp dẫn, đủ vừa nghe, rõ, không phải nghe lại, nói bé quá cũng không được, nói to cũng không được, hoặc là trong cái môi trường nó phải yên tĩnh trong lành chứ không được ồn nào đấy. Âm thanh là phải rất là dễ chịu, thậm chí có một chút nhạc nền du dương một chút chút thôi để khách hàng người ta muốn nghe đấy. Chúng ta chào hỏi với tinh thần là tự tin, thân thiện, thân mật, nói chung là giọng là phải ok nha. Đấy là cái kỹ năng đầu tiên. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải luyện giọng, thậm chí chúng ta phải luyện giọng, luyện thanh như ca sĩ ấy. Thì cái đấy là cái rất là tốt nhá. Tiếp theo đấy là chúng ta sẽ cần có cái sự tự tin, chúng ta cần phải có cái sự tập luyện, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị, chúng ta cũng cần phải có kịch bản. Đấy là những cái kỹ năng cần thiết cho một cuộc gọi. Thí dụ như là chúng ta chuẩn bị nội dung, chuẩn bị cục kịch bản, chuẩn bị cho các tình huống xảy ra, các lời từ chối, đúng không ạ? Chúng ta thuyết phục khách hàng bằng giọng nói, rồi bằng suy nghĩ, bằng cách phán đoán, bằng cách xử lý các câu hỏi hoặc là những cái vấn đề của khách hàng, và đặc biệt là những cái vấn đề về từ chối. Bởi vì bán hàng hoặc là chốt đơn hoặc là chăm sóc khách hàng qua điện thoại thì thường xuyên chúng ta nhận được cái câu là tôi bận lắm, tôi xin lỗi, vân vân. Tất nhiên là cũng có những cái lỗi của người gọi, ví dụ như gọi không đúng lúc, gọi không đúng thời điểm, hoặc là người đấy, cái giọng điệu nó cũng không phải là ok. Thế còn những bạn mà telesale chuyên nghiệp hoặc là những bạn mà làm dịch vụ tổng đài viên, dịch vụ mình gọi vui là dịch vụ nghe chỉ thuê đấy, đúng không? Thì mỗi một ngày có thể người ta có thể phải nghe đến 120 đến 150, thậm chí 200 cuộc gọi. Cho nên là họ cần phải có cái tính kiên nhẫn, họ cần phải am hiểu về sản phẩm của họ, họ cần phải biết là các lỗi đấy, và họ cần phải biết xoa dịu khách hàng, họ cần phải biết thao tác kỹ để mà để trả lời được các khách hàng liên quan đến cái sản phẩm và dịch vụ đó. Thế rồi họ cũng phải luyện tập trước mỗi một cuộc gọi rất là nhiều. Cái gì cũng thế, cần phải luyện tập đổ mồ hôi trên thao trường còn hơn là đổ máu trên chiến trường. Bạn phải luyện tập đặt ra các vấn đề, đặt ra các giả thiết. Bạn phải gọi giả định, đúng không? Tự nói chuyện với gương, tự bốc điện thoại lên gọi, tự luyện tập, sau đó tự gọi cho bạn bè, tự gọi cho chuyên gia, tự gọi cho sếp. Luyện tập rất nhiều để làm sao mà cái mức độ thuần thục. Sau đó thì chúng ta bắt đầu gọi cho khách hàng thân thiết trước, gọi cho khách hàng
không thân thiết sau dần dần dần, đúng không? Chúng ta cần phải có một cái sự tự tin, có một cái tâm lý thoải mái, bởi vì cái nghề này nó cái tỷ lệ thất bại nó rất là cao. À, tôi không biết là bao nhiêu phần trăm, nếu mà các bạn gọi bán hàng bất động sản, các bạn gọi bán xe hơi, bán bảo hiểm, tôi không biết tỷ lệ, có thể là 99% đi chăng nữa, thì các bạn sẽ rất là nản lòng, đúng không? Các bạn phải lắng nghe, phải học hỏi, đúng không ạ? Rồi các bạn phải học cách vượt qua những cái rào cản. Ví dụ các bạn gọi cho sếp thì bao giờ có người trợ lý nghe cho. Các bạn phải biết cách thu hút sự chú ý của khách hàng bằng những cái giọng điệu, bằng những cách đặt vấn đề thông minh, bằng những cách đưa cho họ những cái khách hàng những cái lợi ích, những cái giá trị, những cái miễn phí, những cái quà tặng gì đó để người ta có thể lắng nghe. Hãy cho người ta nhiều sự lựa chọn, cho nhiều người ta nhiều giá trị. Sau đó thì chúng ta sẽ phát triển các cuộc gọi của chúng ta, phát triển nội dung, đúng không? Chúng ta cũng cần phải am hiểu rất nhiều về khách hàng, am hiểu rất nhiều về sản phẩm và nắm bắt tâm lý của khách hàng qua cái cuộc gọi đầu tiên, nghe giọng điệu, nghe cách thức, là chúng ta có thể biết là khách này tốt hay khách này không tốt, đúng không? Và chúng ta cũng rất là chủ động, rất là tích cực và rất là lịch sự. Đầu thì chào hỏi, giữa thì trò chuyện trò, cuối thì cảm ơn, vân vân, đúng không? Chúng ta cũng lắng nghe, học cách tiết chế, đúng không? Chúng ta cũng không nên cắt lời của khách hàng. Đấy, và phải đặc biệt là phải kiểm soát cảm xúc tốt, đúng không? Bởi vì sự từ chối là rất nhiều, như tôi đã nói. Đấy, và chúng ta cũng nhớ rằng là chúng ta phải gây ấn tượng với khách hàng ngay lập tức trong cái câu đầu tiên, những cái lời nói đầu tiên, để chúng ta có thể là khách hàng quan tâm, cũng như là khách hàng không buông điện thoại, khách hàng không bận, đúng không? Và trong khi nói chuyện thì chúng ta cũng phải thể hiện chúng ta rất nhiệt tình, rất tràn đầy năng lượng, chúng ta cười, chúng ta cảm thấy là đang nói chuyện với người thân, nói chuyện với bạn bè, và nói chuyện với anh Phan Anh là rất là vui được nói chuyện, anh rất là may mắn, kiểu kiểu như thế, đúng không? Thì cái cách như vậy là chúng ta cũng sẽ giúp khách hàng thấy rất là ok. Thế rồi chúng ta cũng phải am hiểu một số thứ liên quan đến thời gian, liên quan đến khách hàng, liên quan đến các cái nhu cầu của họ. Thì tất cả những cái đấy chúng ta xem xét các tình huống là điện thoại gọi đi hay điện thoại gọi đến. Và điện thoại gọi đi trong những tình huống khác nhau, ví dụ như là cold data, data lạnh, hay là hot data, data khách hàng đăng ký. Còn điện thoại gọi đến thì khách hàng gọi cho chúng ta phản ánh, phản hồi như thế nào. Thì hai cái trường phái, hai cái trạng thái đấy chúng ta cũng phải xem xét, đúng không? Chúng ta cũng phải để ý cái giờ cao điểm, giờ tốt để gọi, cái giờ nên tránh. Cách đây lâu lâu tôi cũng có một cái người, người ta gọi điện đến lúc khoảng độ 8 giờ 30 tối, 9 giờ. Người ta hỏi là có mua cái này mua cái kia không, người ta ở bên này bên kia. Thế thì tôi rất là cáu, đúng không ạ? Tôi bảo là anh chị không biết bây giờ là mấy giờ rồi à? Thế tôi cúp máy. Rõ ràng là đấy là cái cách mà bạn làm cho khách hàng cảm thấy điên lên, chứ không phải là bạn có kỹ năng đâu. Đấy, cũng cần phải lưu ý là như thế. Rồi kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng trả lời câu hỏi, kỹ năng tư vấn, kỹ năng xử lý từ chối, kỹ năng gây thiện cảm, kỹ năng đặt lịch hẹn, kỹ năng gặp khách hàng, kỹ năng chốt sale, đúng không ạ? Rồi kỹ năng thu tiền, vân vân, thông qua điện thoại. Tất cả những kỹ năng như vậy chúng ta đều phải lưu ý, đúng không? Và đặc biệt là kỹ năng chào hỏi để mà duy trì cái mối quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng. Và chúng ta có thể kết bạn với khách hàng ở trên mạng xã hội. Thì tôi cũng xin phép được tóm tắt, liệt kê một số những cái kỹ năng cần thiết đối với một người làm nghề telesale chuyên nghiệp, hoặc là một người bắt đầu mà sử dụng điện thoại di động để chốt đơn. Chẳng hạn như là nhân viên phải làm, đúng không? Sếp bảo đấy, người ta để lại số điện thoại, bây giờ gọi đi. Anh ơi, chị ơi, em ở page này, em ở web kia, em có thấy anh chị đang đặt đơn hàng đấy như thế nào như nào? Chúng ta phải học, chúng ta phải học cách, rồi chúng ta phải tạo ra các kịch bản. Thì trong các video tiếp theo tôi sẽ nói về những cái chủ đề đó, để các anh chị các bạn hình dung ra nhiều hơn về cái telesale này. Vâng, tôi xin phép được kết luận lại cái bài học này. Thì các kỹ năng của telesale thì tôi nghĩ nó cũng là một các cái kỹ năng cũng cơ bản và thông thường thôi. Nó cũng không quá khó, không quá gì mà phức tạp. Nếu chúng ta chú tâm một chút, chúng ta luyện tập một chút, và tôi tin rằng lâu thì khoảng một tuần. Đấy, quan điểm của tôi là như vậy. Còn nhanh, bạn nào thông minh và sáng dạ thì tôi nghĩ khoảng 2-3 ngày, luyện tập một cách nghiêm túc, học tập nghiêm túc,
thử nghiệm ấy, và trò chuyện hàng trăm cuộc điện thoại, thì tôi nghĩ là có thể bắt đầu để gọi điện thoại rồi. Và những cuộc gọi điện thoại hay là những cái cuộc gọi điện thoại chốt đơn hay chăm sóc khách hàng đấy, những cái khách hàng đầu tiên có thể là chúng ta cũng phải từ tốn thận trọng và dần dần, chắc là làm khoảng 2-3 tuần là chúng ta thạo thôi. Còn để mà làm được cái mức chuyên nghiệp, chuyên gia và gọi điện thoại sát thủ luôn thì tôi nghĩ là cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn, có thể làm 3 tháng, 6 tháng gì đó. Thế còn để mà làm được mà những người thông minh sáng dạ thì tôi nghĩ chắc khoảng tuần là ổn, 2 tuần là hơi nhiều. Đấy thì quan điểm của tôi là như vậy, và xin chúc các anh chị và các bạn thành công với cái công việc này, với cái cách sử dụng telesale và SMS để bán hàng, chốt đơn và chăm sóc hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.